Nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang đối diện với bài toán càng kinh doanh, càng lỗ nặng. Một lãnh đạo Sài Gòn Petro cho biết, sau kỳ điều chỉnh giá 1 tháng 3 vừa qua, các doanh nghiệp vẫn lỗ 2.300 đồng trên 1 lít xăng, khoảng 3.700 đồng trên 1 lít dầu. Hiện giá dầu thô đã tăng mạnh, nên kỳ điều hành tới chắc chắn giá xăng dầu phải tiếp tục tăng cao. Ước tính trung bình giá dầu thô tăng 10 USD một thùng, giá xăng trong nước sẽ tăng khoảng 2.000 đồng trên 1 lít. Đại diện một thương nhân khác cho hay, giá dầu thế giới từ ngưỡng 100 đô la Mỹ trên một thùng, sau 7 ngày có thời điểm chạm mốc 140 đô la Mỹ trên một thùng. Do đó, giá kỳ điều hành tới có thể phải tăng lên mức tương ứng, tức xăng sẽ trong khoảng 30.000 đồng lít nếu không có công cụ can thiệp đủ sức nặng như giảm thuế. Hiện cứ mỗi tàu xăng dầu được nhập về, chúng tôi đã lỗ 30 đến 40 tỷ đồng, nguy cơ cả hệ thống gãy đổ vì giá xăng trong nước không theo kịp giá thế giới. Chúng tôi cố gắng duy trì nhưng chắc không được bao lâu, chỉ mong giá cao, hàng thiếu thì người dân tiêu dùng tiết kiệm hơn. Trao đổi với Tuổi Trẻ, một đại diện của Bộ Công Thương cho hay, tổ điều hành liên bộ vẫn đang bám sát diễn biến của giá xăng dầu thế giới để có phương án điều hành phù hợp. Tổ điều hành liên bộ đã họp, trong trường hợp giá biến động mạnh, sẽ xin ý kiến chính phủ về phương án điều hành giá cho phù hợp, khi số dư còn lại của quỹ bình ổn chỉ là 620 tỷ đồng.